Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu được duy trì xuyên Tết, những ngày này hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng diễn ra rất nhộn nhịp. Đa phần là khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và khách Trung Quốc qua Việt Nam nhân kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đoàn khách Trung Quốc này đến từ Côn Minh bắt đầu nhập cảnh vào Việt Nam qua Lào Cai từ hôm nay. Họ sẽ có gần một tuần để đi tham quan một số địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Bà Tô Dương cho biết mọi thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi và mong muốn sẽ có những trải nghiệm đặc biệt khi lần thứ hai quay lại Việt Nam. Tôi đi Sapa, đến Đà Nẵng, Hội An. Lần này đến dịp lễ Tết, mong muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua lễ Tết như thế nào, tập tục truyền thống của Việt Nam ra làm sao, hai vùng miền có gì khác biệt hay không. Trung bình mỗi ngày có trên 3.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Theo các công ty lữ hành, nhu cầu khách du lịch đi Trung Quốc tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Hầu hết các tour tuyến đều kín lịch từ trước Tết và bắt đầu khởi hành từ mùng 2 Tết cho đến nay. Trước đó, mọi thủ tục, giấy tờ xuất nhập cảnh, vé tàu xe đều phải hoàn thiện. Các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị về nhân sự, đáp ứng nhu cầu du khách tăng cao trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn. Mà trước khi đi, tôi cũng tìm hiểu về ở đây có rất nhiều điểm du lịch chơi, vui chơi. Đấy, tôi muốn năm nay là kỳ nghỉ Tết được cũng có mấy ngày, tôi cũng sắp xếp vào thời gian thì dẫn vợ con với mọi người sang vui chơi và tham quan văn hóa bên nước bạn. Thì chúng tôi đi các tour sâu vào bên trong từ ít nhất là 2 ngày một đêm hoặc là 5 ngày 4 đêm. Du khách Việt Nam sang đây chủ yếu đi các tour tuyến như là Trong Châu Hồng Hà, Bình Biên, Mông Tự, Kiến Thủy, Di Lặc và xa hơn nữa là đi núi tuyết Kiều Tử vì hiện tại tuyết ở đấy đang rơi và mọi người sang đấy để đi ngắm tuyết và trượt tuyết và ngắm hải âu ở Hồ Điền Trì, Côn Minh. Thị trường du lịch của Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc trong năm mới Giáp Thìn 2024 khi hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư được tổ chức. Các doanh nghiệp lữ hành của hai nước đã ký kết nhiều chương trình hợp tác cùng nhau khai thác, thúc đẩy phát triển các sản phẩm thế mạnh của mỗi bên, đem đến nhiều trải nghiệm mới hấp dẫn hơn cho khách du lịch.